Nên chọn tha thứ, níu kéo hay ly hôn khi vợ ngoại tình? Các bạn thân mến, khi nói đến đề tài ngoại tình thì chúng ta thường nghĩ rằng đàn ông ngoại tình nhiều hơn đàn bà. Song có lẽ sự suy đoán đó với tình trạng hiện nay không còn chính xác nữa. Khi mà đàn ông ngày nay phần lớn đều sẽ ăn vụng theo kiểu bóc bánh trả tiền, còn ngoại tình thì chưa chắc đã nhiều chị em phụ nữ đâu. Còn phụ nữ thì một khi đã ham thích của là đã ham thích người đàn ông khác thì còn không biết đường quay trở lại. Nếu như người chồng ngoại tình, người vợ thường có khuynh hướng rất là dễ tha thứ cho tội danh đó của chồng. Và thậm chí nhiều người với nhiều gia đình thì còn có quan niệm rằng đàn ông nào chẳng năm thê bảy thiếp. Vậy thì khi đặt mình vào vị trí của một người đang có vợ ngoại tình, liệu rằng tất cả những ông chồng có sẵn sàng tha thứ hay bỏ qua cho vợ mình hay không? Hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay xem chúng ta nên lựa chọn tha thứ, níu kéo hay cắt đứt hoàn toàn khi vợ ngoại tình. Mới đây thì một nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của 15.000 người đàn ông bị phản bội khi hỏi vợ ngoại tình có nên tha thứ, níu kéo hay ly hôn của một công ty thám tử, thì kết quả cho thấy hơn 70% trong số họ chọn giải pháp tha thứ. Với câu hỏi là tại sao lại tha thứ cho kẻ phản bội, thì 92% cho rằng những bằng chứng về tội ngoại tình thường không thuyết phục vì rất là ít khi bắt được tại trận, hoặc cũng không nỡ ly hôn vì tình yêu cũng vẫn còn và càng không muốn con trở thành những đứa mất mẹ. Và chỉ có 8% là kiên quyết tiến hành thủ tục ly hôn mà không chấp nhận bất cứ một lý do nào. Tuy nhiên thì 91% đàn ông lại cho rằng việc bị cắm sừng là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Rất nhiều người đàn ông cho rằng họ sẽ không thể tha thứ được nếu như vợ dám ngoại tình. Chỉ có người đàn ông nhu nhược và hèn kém hành động như vậy. Thực sự thì không thể loại bỏ những hình ảnh thân mật của vợ đối với người đàn ông khác trong đầu. Vì vậy, tôi sẽ lựa chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho cả hai, một người đàn ông chia sẻ như vậy. Còn con cái thì dù không còn chung sống, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cùng yêu thương và có trách nhiệm với các con. Còn người đàn ông khác thì lại cho rằng phụ nữ ngoại tình là những người ích kỷ, luôn xem thường hạnh phúc gia đình. Khi đã chắc chắn vợ ngoại tình, tôi sẽ chọn giải pháp ly hôn. Bởi vì theo tôi, nỗi đau ngoại tình như một loại u nhọt, không cắt bỏ ngay nó sẽ lan dần vào máu thịt và lây lan sang những bộ phận khác thì còn mệt mỏi hơn. Trái ngược với quyết định sẽ ly hôn vợ ngay lập tức, thì người đàn ông khác lại có sự lựa chọn khác. Vợ ngoại tình trước hết đừng trách cô ấy không đoan chính hay là lăng loàn. Tôi nghĩ nên trách chính bản thân mình trước. Không có lửa thì làm sao có khói. Một người phụ nữ lựa chọn người đàn ông khác thì chắc chắn cũng phải có nguyên nhân. Theo tôi, trong trường hợp này nên bình tĩnh, suy xét nhìn nhận lại chính bản thân mình, có lẽ sẽ giúp bạn suy nghĩ chín chắn và đưa đến những quyết định. Và đúng là thật khó để có thể đưa ra câu hỏi chính xác, đó là nên tha thứ, níu kéo hay là ly hôn khi vợ ngoại tình. Bởi vì mỗi cây mỗi hoa và mỗi nhà mỗi cảnh, với mỗi tình huống của gia đình bạn thì sẽ lại có những cách ứng xử khác nhau. Việc phát hiện ra vợ ngoại tình quả thật là rất là đau khổ và tuyệt vọng, giống như một mũi tên đâm sâu vào trong lòng. Thế nhưng gạt bỏ đi những sự đau đớn, quyết định ở người đàn ông như thế nào để có thể vẫn khiến gia đình hạnh phúc ấm êm, con cái được vui vầy và vợ chồng hòa thuận, còn khiến cho người đàn ông mệt mỏi hơn rất là nhiều lần trên con đường đi tìm ra giải pháp. Và trước tiên, để mà quyết định được rằng nên tha thứ hay là nên cắt đứt với người vợ đã ngoại tình thì cần phải hiểu động cơ ngoại tình của người phụ nữ là gì. Chẳng ai lý giải được việc ngoại tình được gì ngoài việc thỏa mãn dục vọng của con người. Dục vọng ở đây có thể là dục vọng cả về mặt cảm xúc và về mặt thể xác. Tuy nhiên có hai kiểu mục đích của ngoại tình, một là vì tiền, hai là vì tình. Đối với những người phụ nữ đã có chồng thì căn bản ngoại tình là bởi vì không thỏa mãn được chuyện chăn gối khi mà được ở bên cạnh chồng, hoặc là vì vợ chồng đã mất dần đi sự hòa hợp trong đời sống tinh thần, không còn chia sẻ với nhau được bất cứ một điều gì trong cuộc sống hôn nhân nữa. Còn với những người mà chưa có gia đình thì họ cứ cặp kè với ông này ông kia, và kể cả là những người mà chưa có vợ, phần lớn là bởi vì tiền. Còn vì tình thì cũng chỉ là một số ít, bởi vì những người mà không vì tiền ấy, họ có thể kiếm tìm cho mình một người đàn ông khác yêu thương, quan tâm. Những người đàn ông chưa có chủ, chưa có gia đình, hà cớ gì phải tìm kiếm một người đàn ông đã vợ con đề huề. Đối với các chị em mà ngoại tình vì tình dục
thì cơ bản là bởi vì các chị em không được giải tỏa nhu cầu về sinh lý mà người chồng không thể đáp ứng được. Lúc này thì việc ngoại tình giống như một liều thuốc tạm thời, và tới một thời điểm nào đó khi đã nhờn thuốc thì nó không còn tác dụng, và tức là khi mà hai người đã qua lại quá nhiều với nhau, con ong đã tỏ đường đi lối về, chỉ đơn thuần là những chuyện thể xác, rồi một ngày cô ấy cũng sẽ cảm thấy chán nản nhân tình, không còn muốn được yêu thương, được nâng niu người đó nữa đâu, thì cô ấy sẽ quay trở lại với vai trò của mình là một người vợ trong gia đình. Và hầu hết những chuyện ngoại tình chúng ta có thể thấy đàn ông đều ngoại tình vì động cơ tình dục, còn đa số thì phụ nữ lại ngoại tình vì động cơ tình cảm. Điều này cũng khiến cho tỷ lệ ngoại tình ở phụ nữ ít hơn, thế nhưng lại khó chấm dứt hơn đàn ông. Vậy thì trong trường hợp nào đàn ông nên chọn cách tha thứ cho vợ và vì sao? Các anh có thể tha thứ cho vợ nếu như vợ vẫn còn biết yêu chồng. Phụ nữ thì thực sự vẫn là những người rất là yếu đuối, vì thế đôi khi chị em rất là dễ bị lợi dụng. Đôi khi thì phụ nữ không thể chịu đựng được cảnh cô đơn, chịu được cảnh một mình, nhưng vì áp lực công việc và cuộc sống khiến cho chị em không có được nhiều thời gian ở bên cạnh chồng, khiến cho cảm thấy mình không còn được quan tâm, không còn được quan trọng trong mắt của chồng. Dù thực lòng thì chỉ yêu một mình chồng thôi, thế nhưng mà người đàn ông khác ấy, thì lại giúp cho cô ấy có cảm giác an toàn để có thể chống chọi với những nỗi buồn không tên đang cứ réo rắt gọi hàng ngày hàng giờ. Và đặc biệt là trường hợp này hay xảy ra với những cặp vợ chồng mà sống xa nhau, những người vợ cô đơn, những người vợ không được chồng quan tâm nhiều, thì khi mà có một người đàn ông ở bên cạnh lại luôn cứ sốt sắng, cứ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, tán tỉnh rất là nhiều, thì chị em cũng rất là dễ siêu lòng. Mặc dù rất là còn yêu chồng, thương chồng đấy, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Với những nhu cầu về kể cả quan tâm về mặt tinh thần và mặt thể xác thì cũng đều không thể đáp ứng được từ phía xa. Thế nên người đàn ông bên cạnh gần nhất lại rất là dễ khiến cho cô ấy cảm thấy cảm nắng. Các anh cũng có thể cân nhắc việc tha thứ cho vợ khi ngoại tình, nếu như vợ biết hối lỗi và có thể tin tưởng được rằng thôi sẽ không ngoại tình nữa. Thường thì khi ngoại tình mỗi người đều có những lý do để bao biện, chẳng ai mà nói rằng tôi thích đi ngoại tình đấy cả, ai việc gì cũng có lý do. Thế nhưng cũng trường hợp thì một số người trơ trẽn đến mức nói rằng tôi thích đi ngoại tình, tôi chán anh, tôi không còn yêu anh nữa. Tuy nhiên khi phát hiện ra vợ ngoại tình, và nếu như vợ tỏ ra hối lỗi, ăn năn và thực tâm là người chồng vẫn còn rất là yêu vợ, thương vợ, thì hãy nên để mối quan hệ này có thêm một cơ hội nữa, để cho cả hai người không còn phải cảm thấy hối hận nếu như quá bộc phát và quá nóng giận nói lời chia tay nhau. Cho chính chúng ta một cơ hội, cho vợ một cơ hội, và cũng là cho các con có thêm một cơ hội được ở bên cạnh mẹ. Và nếu như vợ thực sự mong muốn được chồng tha thứ và thật sự tha thiết hứa rằng bản thân sẽ không bao giờ tái phạm, thì các anh cũng nên cân nhắc. Bởi vì đôi khi có thể do quá yếu đuối và cô đơn, thế nên vợ với ngoại tình trong lúc trống vắng thôi. Khi mà đã bình tĩnh suy nghĩ và thấu đáo thì vợ thật sự biết hối hận, biết hối lỗi, mong muốn được chồng tha thứ, thì các anh cũng nên để cho mình một chút những sự bình tĩnh để có những quyết định đúng đắn. Biết đâu lỗi lầm đó lại từ phía chính bản thân người chồng thì sao? Hoặc là vợ có những cái nỗi khổ riêng khi mà đi ngoại tình mà chồng chưa thấu hiểu hết. Và nếu như thấu hiểu, các anh có thể thông cảm, chia sẻ với vợ được, thì cũng nên để cho vợ có thêm một cơ hội. Vậy ngược lại, trong những trường hợp nào thì nên ly hôn ngay lập tức? Cũng có những trường hợp mà chúng tôi thực sự mong muốn rằng các bạn cũng có thể có đủ sức mạnh để nói lời chia tay trước khi xem xét tha thứ nên hay không nên, nếu như trong trường hợp mà vợ đã trơ tráo và ngoại tình quá nhiều lần. Dù rằng vợ đã hứa rằng sẽ dừng lại mối quan hệ sai trái, nhưng vẫn ngấm ngầm qua lại với kẻ thứ ba kia và lặp đi lặp lại những cử chỉ, những câu nói khi mà bị phát hiện, thì người đàn ông cần cẩn thận việc tha thứ. Liệu rằng lần tới cô ta có tiếp tục lừa dối nữa hay không? Và khi nào thì cô ta lại cắm sừng lên đầu mình lần nữa đây? Và nó có thể mang lại sự đau khổ cho các anh trong tương lai, khi mà không dám mạnh dạn gạt phăng đi một người phụ nữ lăng loàn, lẳng lơ như thế này. Hoặc là với những người phụ nữ ngoại tình mà họ không còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân, thì tôi nghĩ rằng các anh dù có cố gắng và dù có tha thứ thì kết quả cũng bằng không.
Với một số người ngoại tình ấy, thì người thứ ba mang lại tất cả mọi thứ, từ gia đình, từ tình yêu và kể cả là khỏa lấp những nỗi cô đơn, những sự trống trải. Sự an toàn là điều mà người vợ luôn tìm kiếm, nay đã thấy được ở một người đàn ông khác. Họ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc hôn nhân này, cũng đã có ít nhiều những vấn đề xảy ra, kết thúc đi sự cô đơn để có thể dễ dàng tiến tới biên độ tiếp theo của cuộc đời mình. Vậy thì các anh, dù có ngăn cản, dù có níu kéo, dù có nài nỉ và van xin những người phụ nữ như thế này thì họ cũng không quay lại đâu. Thì tốt nhất là chúng ta cũng nên lựa chọn cho cô ấy có thể được đi trên con đường mà cô ấy đã mong muốn. Và với những người vợ không còn yêu chồng thì cũng tương tự. Hết yêu hay là không còn thương là một trong lý do rất là nhiều người phụ nữ dùng để bao biện cho hành vi ngoại tình của mình. Không như những trường hợp khác có thể tha thứ, có thể níu kéo, nhưng khi mà một khi vợ đã không còn yêu, không còn thương và trắng trợn khẳng định như vậy, thì với cương vị là một người chồng, có lẽ không cần mất quá nhiều thời gian để xem xét mọi chuyện, tốn thêm thời gian, công sức của cả hai. Tốt nhất là cô ấy đã nói như vậy thì hãy để cho cô ấy được ra đi một cách vui vẻ. Còn sau này cô ta có hối hận hay là có ăn năn về những việc làm của mình thì có lẽ mọi thứ cũng không còn cơ hội nữa. Các bạn thân mến, việc lựa chọn tha thứ, níu kéo hay là ly hôn khi vợ ngoại tình thực sự thì không dễ để mà có thể đưa ra một câu trả lời chính xác, bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều vào các cái hoàn cảnh, kể cả trực tiếp là từ thái độ, từ ý tứ của người đàn bà trong cuộc để xem cô ta có thực sự còn muốn níu kéo gia đình hay không, và kể cả là những yếu tố liên quan đến ngoại cảnh, liên quan đến tính cách của người chồng nữa. Và hy vọng rằng với những lời chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn đã có thể cân nhắc thêm cho những sự lựa chọn tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, không chỉ với hạnh phúc bản thân của các bạn mà còn với cả hạnh phúc của cả gia đình. Và nếu như quá khó để suy nghĩ thì hãy cho bản thân mình được thêm thời gian. Mọi việc cũng đâu vẫn còn đấy, cũng không nhất thiết phải đưa ra những quyết định quá vội vàng làm tổn thương thêm nhiều người. Hãy bình tĩnh và để cho thời gian mang đến cho các bạn câu trả lời chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ trong video ngày hôm nay của chúng tôi, và chúc tất cả các bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.